Chào mừng các bạn đến với chương trình quà tặng VN Review. Không biết là các bạn đã thấy VN Review online chưa ạ? Vâng, như vậy là tôi đã thấy tín Chào mừng hiệu các bạn đến với chương online trình quà tặng đang bắt VN đầu. Review. Không biết là các bạn đã thấy VN Review online chưa ạ? Vâng, như vậy là Và tôi đã thấy ta sẽ bắt tín đầu hiệu chương trình quà online tặng đang hoạt bắt động đầu. chỉ trong ít phút nữa thôi. Tôi sẽ kiểm tra lại một chút về các thông số kỹ thuật. Và ta sẽ bắt đầu chương trình quà tặng hoạt động chỉ trong ít phút nữa thôi. Tôi sẽ kiểm tra lại một chút về các thông số kỹ thuật. Và ta sẽ bắt đầu chương trình quà tặng hoạt động chỉ trong ít phút nữa thôi. Tôi sẽ kiểm tra lại một chút về các thông số kỹ thuật. Ok, như vậy là các thông số kỹ thuật đã thiết lập xong và chúng ta sẽ bắt đầu. Và ta sẽ bắt đầu chương trình livestream. Ok, như vậy là các thông số kỹ thuật đã thiết lập xong và chúng ta sẽ bắt đầu. Vâng, xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình quay thưởng trực tiếp quà tặng VN Review để tìm ra 10 bạn đọc may mắn và trao thưởng những phần quà hết sức thú vị. Phần quà của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là 10 chiếc USB Team Group với dung lượng lên tới 32GB cùng với chuẩn bộ nhớ USB 3.0 giúp bạn có thể có được Vâng, xin chào mừng các cái bạn dung đã lượng đến lưu trữ với rất là chương trình cao quay cùng với tốc thưởng độ trực tiếp truyền tải dữ liệu rất là nhanh của VN chóng. Review. Và tính Tìm đến ra thời 10 bạn điểm đọc là may mắn 10 giờ trong sáng chương ngày hôm trình để nay, trao thời thưởng điểm những mà phần chốt quà danh hết sức sách thú đăng vị. ký Phần chương trình quà của quà chúng tặng ta ngày trong chương trình ngày hôm nay đó là 10 chiếc 10/6 USB Team thì Group với VNReview dung đã lượng ghi lên nhận tới được tổng cộng 32GB số cùng lượt với chuẩn bộ nhớ bạn USB đọc 3.0 tham gia giúp chương bạn trình quà có tặng lần thể này, có được lên đến con với số dung lượng lưu trữ rất là cao cùng với truyền tải dữ liệu 14.157 rất là bạn, nhanh một chóng. con số cũng Và khá tính là đến đông đảo. thời điểm là 10 giờ Và không sáng để ngày các hôm bạn đợi nay, lâu thời nữa, điểm mà chúng ta chốt danh cùng truy sách cập đăng ngay vào ký trang chương web trình quà tặng chỉ trong chương trình random.org ngày hôm nay để đó cùng là tìm 10 ra bạn 10 giờ những mã 6 số may mắn thì của ngày hôm VNReview nay. đã ghi nhận được tổng cộng số lượt bạn đọc tham gia Và chương vì trình ngày quà hôm tặng nay lần này chúng ta sẽ với con số cần đến là 10 mã số may mắn, nên là mình sẽ14.157 cấu hình bạn lại trang web thật quá random.org đông lại một đảo. chút để chỉ Và không để với các một bạn đợi lần lâu bấm nữa, chúng số ta chúng ta cùng sẽ truy ra cập được vào 10 con trang số web luôn, tiết kiệm thời gian random.org cho các bạn. để cùng tìm ra những mã số may mắn của ngày hôm nay. Và mình sẽ cấu hình lại trang web random.org lại như sau. Và vì ngày hôm nay Cái chúng con ta số đầu sẽ tiên cần thì đến mình sẽ điền là số 10 mã số 10, may mắn, tương đương nên là với mình cả sẽ 10 bạn cấu hình đọc. lại trang web random.org lại một chút để chỉ với một lần bấm số chúng ta sẽ ra được 10 con số luôn, tiết kiệm thời gian cho các bạn. Và mình sẽ cấu hình lại trang web random.org lại như sau. Cái con số Đưa mới cả 10 bạn đọc. Con số tiếp theo mình sẽ điền là số 1, tương đương với cả bạn đọc đầu tiên trong danh sách. Con số thứ 3 mình sẽ điền vào là tương đương với bạn cuối cùng trong danh sách, đó là 14157. Và con số cuối cùng sẽ là 10, tương đương với cả 10 cột kết quả. Vậy là mình đã cấu hình xong và chúng ta sẽ tìm ra 10 mã số may mắn trong 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, như vậy là chúng ta đã nhìn thấy 10 mã số may mắn hiện lên đây. Đó là những con số như sau. Con số đầu tiên là 153. Con số thứ hai là 10288. Con số thứ ba là 10793. Số thứ tư là 11323. Số thứ 5 8327. Số thứ 6 4323. Số thứ 7 2102. Số thứ 8 14133. Số thứ 9 12871. Và con số cuối cùng là 6746.
và chúng ta sẽ cùng xem đó là những bạn đọc có tên Facebook là gì. Bạn đọc đầu tiên 153. 153. Một năm ba, vâng, chúc mừng bạn đọc đầu tiên với tên Facebook là ông Bụt. Bạn đã là người đầu tiên trúng thưởng một chiếc USB Team Group C155 dung lượng 32GB chuẩn USB 3.0 từ VN Review. Và chúc bạn sẽ có những cái giây phút thật là thú vị bên cái chiếc USB này. Bạn có thể chứa rất là nhiều phim, ảnh hay là game. Và chúng ta sẽ tìm ra bạn đọc số 2 ngay sau đây. Bạn đọc số 2. 10288. 10288. Đó là bạn đọc có tên Facebook là Nguyễn Thịnh. Vâng, xin chúc mừng bạn đọc Nguyễn Thịnh đã là người số 2 trúng thưởng một chiếc USB từ VN Review. Ta sẽ đến ngay với bạn đọc số 3. 10793. 0793. Đó, bạn đọc của tên Facebook là gì đây? Để xem. Vâng, xin chúc mừng bạn Chí Dũng đã là người thứ 3 trúng thưởng một chiếc USB 32GB 3.0. Bạn đọc thứ 4. 11323. 11323. Đó là ai đây? Bạn đọc thứ 4. 11323, đó là bạn đọc có tên Facebook khá là lạ, có lẽ là một người nước ngoài chăng? Blue Ninja Joe. Vâng, chúc mừng bạn Blue Ninja Joe đã là người thứ tư thưởng một chiếc USB 32GB 3.0 từ VN Review. Chúng ta sẽ đến với bạn đọc thứ 5, 8327. 8237. Vâng, 8237, chính xác là 8237. 8237. Xem đó là ai. 8237. Vâng, xin chúc mừng bạn đọc có tên Facebook là Anh Tý. Bạn đã là người thứ 5 trúng thưởng một chiếc USB 32GB. Bạn đọc thứ 6, 4323. Vâng, rất đông, nhiều con số ở đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra đó là những ai. 43 4323. Vâng, chính xác là 4323. Để xem đó là ai. Phúc Nguyễn là bạn đọc tiếp theo trúng thưởng một chiếc USB 3.0. Bạn đọc số thứ 6 là 2102. 2102. 2102. Vâng, 2102. Đó là bạn đọc có tên Facebook. Vâng, thêm một bạn đọc nữa có tên rất là lạ, đúng như là một bạn đọc đến từ nước ngoài vậy. Billion Skeleton. Vâng, cái tên rất là ấn tượng, 2102. Tiếp theo bạn đọc số 7, 14133. 14133. 14133, đó là bạn Bo Nhóc. Mà chúng ta đã có những bạn đọc có những cái tên Facebook rất là ngộ nghĩnh. Bạn đọc số 9. Bạn đọc áp chót rồi, 12871. 12871. 12871. Đó là bạn đọc với tên Facebook là Nguyễn Hào. Vâng, bạn đã là người thứ 9 và chỉ còn duy nhất một chiếc USB một bạn đọc cuối cùng nữa thôi. Đó là bạn đọc với mã số 6746. Ta sẽ xem đó là ai. 6746. Ta xem. Đó là bạn Thiệu Đông Tử. Vâng, những cái tên rất là ngộ nghĩnh. Bạn Thiệu Đông Tử đã là người cuối cùng trúng thưởng một chiếc USB Team Group C155 dung lượng 32GB chuẩn USB 3.0 từ VN Review. Và đến đây thì chương trình quà tặng VN Review, chương trình quay thưởng trực tiếp livestream cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình quà tặng VN Review lần sau với nhiều phần quà còn hấp dẫn hơn nữa.